Thưa quý vị và các bạn, mùa vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024-2025 của tỉnh Đắk Lắk dự kiến kéo dài đến hết tháng 1 năm 2025. Năm nay, bên cạnh niềm vui được mùa, được giá, nông dân Đắk Lắk có nỗi lo khi giá cà phê tăng cao sẽ kéo theo tình trạng trộm cắp cà phê. Hiện công an các địa phương cùng chính quyền bà con nông dân trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài sản cho bà con, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và một vụ mùa thắng lợi. Mùa thu hoạch cà phê năm nay ở Đắk Lắk đang diễn ra sôi động với sự phấn khởi của người nông dân khi giá cà phê tăng cao, hiện đang ở mức trên 110.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên điều này cũng kéo theo không ít lo ngại về an ninh trật tự khi tình trạng trộm cắp nông sản xảy ra ở một số nơi. Trước tình hình đó, chính quyền xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông đã triển khai các mô hình phòng chống tội phạm ngay tại cơ sở. Thì năm nay là nói chung là cũng được may mắn là vụ mùa thì cũng cà phê thì cũng đạt trái rồi cũng thu hoạch thì cũng tốt, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nỗi lo là về vấn đề là trộm cắp. Thì vừa gia đình thì cũng đi để mà canh giữ, bên cạnh đó thì cũng có được sự trợ giúp của hỗ trợ của bên lực lượng công an xã cũng như là các tổ an ninh trật tự của thôn, thì họ cũng thường xuyên đi mà kiểm tra tuần tra để mà hỗ trợ bà con trong vấn đề mà giữ cây cà phê và vấn đề nạn trộm cắp của cà phê. Thời điểm thu hoạch rộ cà phê, công an các địa phương ở Đắk Lắk tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là số lao động từ các địa phương khác đến làm thuê theo mùa vụ. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng và tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, triển khai cho các chủ cơ sở thu mua cà phê ký cam kết không thu mua các sản phẩm cà phê non, cà phê không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, tích cực phát hiện tố giác các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp. Mình tuyên truyền cho hộ dân là không nên bán cà phê xanh, không mua cà phê ăn trộm cắp, không mua cà phê xanh, là tuyên truyền cho họ, còn có giá cả thị trường thì giá chung của thị trường hết. Cuối năm là thời điểm lao động thời vụ từ các địa phương khác về Đắk Lắk hái cà phê rất đông. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng xấu tại các địa phương khác đã trà trộn, giả làm người thu hoạch cà phê thuê để thực hiện hành vi phạm tội. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương cùng với lực lượng công an, tổ bảo vệ an ninh trật tự và người dân, tình hình an ninh trật tự tại huyện Krông Bông và các địa phương khác của Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thu hoạch cà phê, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mùa vụ cà phê này được mua, được giá, thì công tác quản lý, chính quyền tại địa phương, công an đều tham mưu tốt kế hoạch tuần tra, kiểm tra, rà soát trên địa bàn. Thì qua cái nhiệm vụ này, thì đối với lãnh đạo ủy ban đánh giá cao cái vai trò tham mưu của công an. Thì hiện nay công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đều thực hiện tốt, không có vấn đề gì xảy ra. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người trồng cà phê cũng cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, liên kết các hộ dân có vườn dãy gần nhau để phân công, bố trí luân phiên tuần tra bảo vệ. Khi thu hoạch cà phê, chờ vận chuyển, phơi sấy, phải bố trí người trông coi, tránh sơ hở để đối tượng lợi dụng trộm cắp.